Việt Nam. Chúa ơi, xin phán thức đất Việt. Cha ơi, xin nghe lời chúng con nay xin. Dạ, cuối cùng tại chỗ chúng con thấy một nơi cảnh rất là thân quê, dòng tập đám và dòng như mọi người Việt Nam. Dạ, chúng con ngồi hát với nhau bài nhân trước hết là tiếp kiến Chúa. Cha, xin giảm nhận tiếp thêm. Con mới có hạnh à, đây xin về lại một con chó kia. Hãy xem xuống cơn mưa từ trời, hãy xem xuống cơn mưa thiêng liêng, hãy xem xuống cơn mưa phước hạnh. Hôm người ta làm dù nhỏ nhưng mà rất là chắc xi măng được. Sáng sớm ra chúng con nhìn mọi tổ chức của cha một cách vui tươi, những cánh đồng hoa quê hương. Lo lắng cho tôi trọn đời, ngày đẹp xin vui tươi thay quá mừng trong người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ, như chúng hương thơm nhẹ nhàng. Ngày đôi thai ác tâm từ nay trắng trong ven toàn. Hồi bị Giê-xu an ủi lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống nên giao tàn. Thương không các bạn ơi, thương không các bạn ơi. Trời ơi, các cháu nó bỏ cái bỏ. Ôi đừng có bỏ. Thương không các bạn ơi. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, con dâng tất cả đời sống của chúng con, dâng vinh quang lên vinh hiển lên cho Ngài và con thành kính lên trả lời cầu nguyện. Chúa Giêsu Christ, Amen. Amen. À, chúc mừng năm mới, chúc mọi người ngày dùng ngon miệng. Giêsu Christ như hoa huệ, như chín sao mai rạng ngời, ngày vui tươi bé xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hình một đời rất xa luôn. Hồi tôi đây sống là sống học. Hồi tôi đây sống bên tình và nghĩ bao ngôi trọn tình, ngài thật không xa tôi không. Nghe kinh thánh kìa, thường thế. Sáng sớm ra chúng con nhìn mọi tạo vật của cha một cách vui tươi, những cánh đào hoa huệ. Bản thân tôi ấy Giêsu biết lo lắng cho tôi trọn đời, ngày đẹp xin vui tươi thay quá muôn trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ, như chúng hương thơm nhẹ nhàng. Ngày đôi thai ác tâm từ nay trắng trong ven toàn. Hồi bị Giêsu an ủi lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống nên giao ta mang. Thật Giêsu Christ như hoa
huê như chín sao mai rạng ngời. Ngày vui tươi bấy xinh đẹp thay quấn với muôn người. Giêsu Christ gánh bi thương tôi lao rao bao nhiêu lùi trào, là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì riêng tôi bỏ muôn muôn sư xa ném bao nhiêu tường hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Khi nhân gian kinh chê chán con cái Chúa nơi tận cùng tổ quốc bên bờ sông Hồng kế biên giới Việt Trung đang mở kinh thánh phần công vụ các sứ đồ Phaolô đi truyền đạo. Nghe thật là xúc động trong không khí này. Xin Chúa chúc phước cho gia đình này. Chúng ta từ nhân người ta nhóm lại và hội nghị. Chúng ta ngồi xong giảng cho những bạn bè đã nhóm lại.